Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với channel của mình trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video quay màn hình hay nói cái khác là làm nào để quay màn hình máy tính để làm video YouTube với Filmora nhé à, Thực ra thì mình có cái hướng dẫn làm nào để quay màn hình với Filmora rồi nhưng mà à, nhiều bạn thì vẫn hỏi anh ơi làm nào để em tạo ra cái video quay màn hình cho nó kiểu giống giống của anh Ok đơn giản À, tí nữa mình sẽ bật cái phần mềm quay màn hình lên và có thể là mình sẽ giấu cái webcam đi để mình dùng luôn cái webcam này cho nó đẹp nhé. À, trước tiên là bạn sẽ phải tải Filmora nhé. Filmora hiện tại là phiên bản 11 đấy, thì mình sẽ đặt link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tải. À, nếu như bạn nào muốn mua bản quyền ấy, thì mình có hỗ trợ các bạn mua bản quyền với mã giảm giá là 20%. OK đầu tiên ấy thì để quay màn hình nhá. À, một số bạn thì sẽ quay màn hình mà không cần quay webcam thì thôi ok. Còn nếu như là bạn muốn quay webcam ấy thì các bạn chú ý là các bạn sẽ phải có mấy cái đèn nhé. Đèn đó mà ánh sáng cho nó đẹp như kiểu mình backlight, backlight trông cho nó đẹp. À, thì uh, nếu mà muốn đẹp hơn nữa thì các bạn nên sắm cái máy ảnh để làm webcam thì nó sẽ chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Thế còn nếu bạn không ấy thì bạn cứ mua mấy cái webcam các bạn gắn vào và máy tính thôi là ok. Còn bạn nào muốn cải thiện chất lượng âm thanh các thứ thì các bạn sẽ phải mua cái mic uh, mic này mình cũng đặt link ở dưới phần mô tả cho các bạn xem những cái mic mình dùng. Ấy. Camera thì mình đang dùng cái camera là canon 800d. Đèn thì đèn uh, shopee rẻ thôi mấy trăm nghìn một cái. OK, à, trước tiên đấy thì bạn sẽ phải chuẩn bị trước là cái phần mềm bạn định quay hoặc là cái màn hình bạn định quay cái gì. Sau đó bạn sẽ bật Filmora lên nhé. Filmora thì ở ngay ở ngoài nó có cái chức năng là quay màn hình này screen recorder. Ví dụ mình sẽ quay mẫu cho các bạn một cái, à, các bạn ấn vào đây. À, tức là phần mềm quay màn hình thì nó tách biệt nhé, tách riêng, tách riêng với cái phần mềm edit video. Tuy nhiên ấy với Filmora thì các bạn à, sau khi quay màn hình thì nó sẽ đưa vào trong Filmora thì để các bạn có thể edit luôn à, sau khi edit xong thì các bạn có thể xuất ra hoặc à, hoặc nếu như các bạn không có edit gì thì các bạn có thể dùng luôn cái file quay màn hình cũng được file nó là file MP4 à, OK quảng cáo tắt đi à, đây là cái đây là cái thanh công cụ quay màn hình của Filmora nhé trước tiên là bạn sẽ chọn cái chế độ quay thì bạn chọn ở cái chỗ này nó có chế độ full screen là toàn màn hình custom là kiểu một vùng ở trên màn hình target window thì nếu như mà bạn bật cái cửa sổ nào lên ấy, thì các bạn có thể chọn target window tuy nhiên thông thường thì mình thường mình sẽ để full màn hình thế còn nếu như mà bạn chọn custom thì bạn có thể chỉnh được cái này này chỉnh được cái vùng quay này nhé đó, vùng quay kích vào cái giữa này sau đó, rồi kéo đi thích quay ở đâu thì quay nhưng mà thông thường thì cứ để full screen thôi cho nó đẹp full screen thì nó sẽ quay và nó sẽ lấy được cái độ phân giải của cái màn hình của bạn ví dụ màn hình của mình đang là màn hình full HD của Dell thì nó sẽ quay ra video là full HD Ok tiếp theo là bạn sẽ chọn à, trong cái này nó sẽ có cái phần là cái loa này là cái mà kiểu tiếng ở trên tiếng ở trên máy tính của bạn nhé thì nếu mà bạn à, muốn tắt nó đi thì bạn có thể ấn nút này tắt đi thế còn nếu không thì bạn có thể bật nó lên bật nó lên sau đó bạn chọn cái speaker speaker thì bạn cứ để mặc định mình có cái headset này có cái tai nghe này à, đây là phần à, âm thanh âm thanh ở trên máy tính thế còn à, bên này là cái micro micro thì các bạn có thể chọn à, ở đây mình có cái micro này nhé à, à đây micro uh, Throne mark này Throne mark 1 one pro thì các bạn à, chọn cái mic usb này thì chất lượng âm thanh nó sẽ ngon hơn à, còn nếu mà bạn là không có thì các bạn có thể chọn kiểu dùng cái tai nghe bạn thu âm cũng được mình sẽ chọn cái mic này em real one pro à, tiếp theo là bạn sẽ phải setting về mấy cái hiệu ứng chuột à, hoặc là webcam thì bạn nhấn vào nút này à, more setting trong cái more setting này ấy, thì các bạn sẽ có một số thứ ví dụ bạn muốn lưu nó ở đâu nhé ở đây nó mặc định của mình nó sẽ lưu trong cái thư mục Wondershare Filmora recorded Đấy, thì mình muốn đổi thì mình ấn vào cái này, ấn vào cái này để đổi Tuy nhiên là mình, uh, hiện tại mình không cần đổi, kệ nữa Sau cái frame rate, tức là frame rate mong muốn, tức là cái số khung hình trên dây mong muốn Thì các bạn có thể chọn, ví dụ bạn quay game quay kia thì bạn muốn là nó kiểu 60 frame cho nó đẹp Thì Filmora này nó cũng ok, uh, cho phép bạn là chọn là 60 frame Tuy nhiên là cái chọn này nó chỉ là mong muốn thôi nhé Còn uh, cái máy tính của bạn nó có đủ khỏe để nó kiểu quay được 60 frame hay không ấy, thì lại là chuyện khác À, thông thường mình quay hướng dẫn sử dụng, mình sẽ quay uh, chọn là 30 frame Quality này thì thường mình sẽ chọn là Best, à, kiểu chất lượng tốt nhất, tốt nhất có thể Đấy, à, còn sau là, lúc vào Edit thì nó sẽ kiểu mình export các thứ thì mình sẽ khống chế sau à, Ngoài ra thì các bạn nếu mà muốn đặt thời gian nhé, ví dụ bạn quay trong một tiếng hay là hai tiếng gì đấy thì các bạn có thể Stop này Stop Recording After là bạn có thể đặt Recorder Time, Timer ấn vào đây à, và cái hiệu ứng chuột ở đây nó có bốn cái hiệu ứng chuột nhé một hai ba bốn bốn cái hiệu ứng chuột cho các bạn chọn bạn thích thì bạn chọn cái nào chọn ví dụ mình chọn cái này nhé sau đấy bạn có thể bỏ nó đi tức là bỏ hiệu ứng chuột đi thì bạn ấn vào đây uncheck vào cái này tức là bạn bỏ cái chọn này đi à, mình thì mình sẽ chọn vào đây. À, ở bên dưới này thì có mấy cái về kiểu phím tắt, phím tắt để tắt cái phần mềm quay màn hình. À, nhưng mà thông thường thì mình không cần dùng phím tắt, tại vì mình cứ tắt hẳn ở đây thôi. Đó à, Còn cái uh, click chuột, kích tạch, tạch 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 thì bạn muốn thì bạn có thể bỏ nó đi ở chỗ này cũng được. Tiếp theo là cái phần camera. thì uh, cái camera này nếu mà mình bật lên thì nó sẽ tắt cái camera này nhé. Tuy nhiên cứ bật lên đi. OK, iOS Webcam. À, đây là cái, đây là cái webcam của mình này. Đó. cái webcam này thì các bạn chú ý là các bạn di nó đi đâu thì các bạn phải đặt nó ở chỗ đấy nhé và trong khi đang quay màn hình mà bạn muốn chỉnh cái webcam ấy thì bạn phải chỉnh tại vì uh, Filmora này nó hơi bất lợi là nó quay màn hình và nó quay luôn cái webcam và nó sẽ dán với nhau luôn tức là nó sẽ kiểu không điều chỉnh được cái webcam sau khi mà bạn đã quay xong ok ví dụ mình quay ở đây đúng không uh, mình có thể chọn cái webcam uh, gọi là mặc định ở trên máy tính của mình chẳng hạn đây là cái webcam mặc định này. trông nó rất là xấu uh, còn cái webcam cái máy ảnh này thì nó đẹp nhưng mà nó lại đang dùng bằng Camtasia rồi nên là nó không cho dùng Ok sau khi xong rồi thì bạn ấn vào cái chỗ này quay Hello xin chào các bạn đây là file quay màn hình với Filmora à, mình đang kích chuột linh tinh ở trên màn hình và đây là cái webcam của mình có thể mình sẽ di chuyển nó về góc này Đó, đặt ở góc này chào các bạn đây là video YouTube Ok sau khi rồi mình kiểu nói xong rồi bốp phép xong rồi thì mình sẽ tắt nó đi tắt nó đi thì mình sẽ hiện nó ở chỗ này nhé bạn kích vào đây này hiện cái open cái recorder gọi là open recorder bạn ấn vào cái phím vuông này để tắt nó đi tắt ok sau khi tắt thì nó sẽ tạo ra cho bạn một cái file quay màn hình ở trong Filmora vì à, mình, mình tắt nó đi đây là cái file quay màn hình nhé file này là file mp4 và bạn có thể dùng được cái này luôn được ví dụ bạn kích chuột phải này sau bạn chọn review in explorer đấy nhé À, đây, đây là cái file à, File mp4 File này bạn có thể dùng luôn được, không cần uh, phải edit, edit để mình play các bạn xem luôn Các bạn đây là file quay màn hình với Filmora à, Mình đang kích chuột linh tinh ở trên màn hình Và đây là Đấy, rất là đơn giản đúng không? Tức là bạn có thể quay xong bạn đưa ra luôn cũng được, xong bạn up lên Youtube luôn được Bạn không cần phải xuất bản video gì cả, tại vì nếu mà bạn muốn xuất bản video ở trong Filmora ấy thì các bạn sẽ phải mua bản quyền Còn không thì bạn xuất nó sẽ kèm theo cái Watermark à, Đấy là một cái mà lợi thế của bạn, là việc bạn sử dụng phần mềm quay màn hình với Filmora Thì nó hoàn toàn kiểu miễn phí luôn, mình quay xong này miễn phí Thế còn bây giờ nếu mà bạn muốn edit nó thì bạn kéo xuống, à, kéo xuống timeline keep project setting các không? bạn đây là file quay màn hình với filmora à, mình đang kích chuột linh tinh đơn giản đúng không các bạn recorder. có thể thích thì các bạn có thể cắt đi ví dụ bạn cắt đi phần Open cuối Open cái này. recorder bạn cắt đi dùng filmora bạn cắt nó đi sau bạn thêm chữ thêm hiệu ứng và các thứ sau bạn xuất nó ra ok đấy là làm nào để uh, tạo ra video quay màn hình với phần mềm uh, filmora 11 mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn đấy. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phần mềm này, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn, đây là file quay màn hình với Filmora. mình đang kích chuột linh tinh ở trên màn hình. Và đây là cái webcam của mình. Có thể mình sẽ di chuyển nó về góc này đó đặt ở góc này chào các bạn đây là video youtube ok sau khi mình kiểu nói xong rồi bốc phét xong rồi thì mình sẽ tắt nó đi tắt nó đi thì mình sẽ hiện nó ở chỗ này nhé bạn kích vào đây này hiện cái open cái recorder gọi là open recorder bạn ấn vào cái phím vuông này để tắt nó đi